Vi 2021 tuổi Hợp. Tổng quan tuổi Ngọ, người tuổi Ngọ là những người làm việc chăm chỉ và có tinh thần độc lập trong cuộc sống. Họ cũng là người vui vẻ và thân thiện, tuy có lúc hơi bướng bỉnh. Trong đời sống tình cảm, họ có thể yêu rất dễ dàng nhưng cũng chia tay nhanh chóng. Tuổi Ngọ thường được cho là có tính thanh sạch, cao quý và thông thái. Người tuổi này thường được quý trọng do thông minh, mạnh mẽ và đầy thân ái tình người. Công việc có thể nói, trong năm 2021 mọi việc của người tuổi Ngọ diễn ra bình thường. Nhưng cũng cần đề phòng những chuyện thị phi, thư kiện. Ngoài ra tuổi Ngọ cũng cần cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, những thị phi có thể dẫn tới những mâu thuẫn, ảnh hưởng tới phát triển sự nghiệp của người tuổi Ngọ. Tình cảm, có thể nói chuyện tình cảm của tuổi Ngọ trong năm 2021 không gặp quá nhiều sóng gió. Tuổi Ngọ là người có bản tính không quá cố chấp nên luôn có thể bỏ qua được những lỗi lầm của đối phương. Sức khỏe, mặc dù có thể lực khá tốt, tuy nhiên năm 2021 lại là năm mà những người tuổi Ngọ thường mắc phải các bệnh về xương khớp. Các bạn cần chú ý nhé. Con số may mắn 39, tháng tốt, tháng 1, 6, 8 và tháng 9. Tháng không tốt, không thuận lợi, tháng 5, 11, màu hợp đỏ tím. Tử vi 2021 tuổi Giáp Ngọ 1954, số tuổi 68 tuổi, ngày sinh từ 3 tháng 2 năm 1954 đến 23 tháng 1 năm 1955, thuộc mệnh gia trung kim, vàng. Trong các tử vi 2021 quý bà Giáp Ngọ 1954, công việc năm 2021 có vẻ sẽ là năm việc di chuyển, xuất hành của quý bà bị hạn chế. Nguyên nhân không chỉ do sức khỏe ngày một suy yếu và còn do hạn vận xấu sẽ xảy đến. Cùng với đó, công việc giao thương, làm ăn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Các mối quan hệ xã hội không duy trì được khiến công việc không trôi chảy. Lưu ý tài chính, về tài chính, quý bà Giáp Ngọ được lộc nên con cái giỏi giang, thành đạt, hiếu thảo với cha mẹ, cuộc sống an nhàn, có lộc tiền bạc do con cháu biếu tặng. Tuy vậy, tiền bạc năm 2021 tới cũng sẽ tốn một phần lớn vào vấn đề sức khỏe của quý bà. Gia đạo bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn giữa con cái do hiểu lầm về công việc, cuộc sống gia đình thiếu hòa khí, thường xuyên tranh cãi sẽ làm quý bà áp lực và phát sinh tâm bệnh. Gia đình nên có cách giải quyết các mâu thuẫn để gia môn êm đềm, hạnh phúc hơn, sức khỏe. Năm tới quý bà Giáp Ngọ nên chú tâm hơn nữa đến việc chăm sóc sức khỏe của bản thân do những dấu hiệu của tuổi già. Bên cạnh đó, nếu có ra ngoài, quý bà nên hết sức cẩn thận việc đi lại để tránh đụng chạm xe cộ. Tử vi 2021 quý ông Giáp Ngọ 1954, công việc. Sức khỏe của quý ông Giáp Ngọ chịu ảnh hưởng ít nhiều của tuổi tác nên việc đi lại, công việc cũng có dấu hiệu giảm sút, lợi nhuận ít, mọi việc đều không như ý. Năm 2021 sẽ là năm không mấy may mắn đối với cuộc sống của các quý ông, tài chính, công việc, làm ăn suy giảm nên tình hình tài chính cũng thiệt hại nặng nề. Nguồn tiền không còn dồi dào và chi tiêu nhiều vào bệnh tật, sức khỏe, gia đạo, cuộc sống gia đình không còn nồng ấm, hạnh phúc như trước. Gia đình thường xuyên xảy ra tranh cãi liên quan đến tiền bạc, làm ăn, công việc của con cái cũng bị ảnh hưởng nên gia môn thiết hòa khí, luôn có mâu thuẫn khó giải quyết. Quý ông nên lưu ý năm 2021 có thể có chuyện buồn đưa tới, sức khỏe, bước vào những năm này, các quý ông lại cần phải lưu ý hơn nữa đến sức khỏe và những căn bệnh trong người.
không nên chủ quan mà phát sinh bệnh tật. Năm nay quý ông cẩn thận có bệnh về xương khớp, tê nhức chân tay. Tử vi 2021 tuổi Đính Ngọ 1966, số tuổi 56 tuổi, ngày sinh từ 31 tháng 1 năm 1966 đến 8 tháng 2 năm 1967, thuộc mệnh Thiên Hà Thủy, nước trên trời. Tử vi 2021 Quý và Bính Ngọ 1966, công việc. Năm 2021 tới hứa hẹn sẽ là một năm vô cùng tuyệt vời trong đường công danh, sự nghiệp. Các quý cô Bính Ngọ, việc buôn bán, kinh doanh gặp vận may, thuận buồm xuôi gió, mang về lợi nhiều lợi nhuận. Người làm doanh nghiệp được sếp tín nhiệm, đồng nghiệp tôn trọng và yêu quý. Tài chính, đường sự nghiệp suôn sẻ nên khía cạnh tiền bạc. Tài vận của quý bà trong năm Tân Sửu cũng hanh thông và gặp nhiều vận may. Bên cạnh công việc chính, nguồn tiền của quý bà còn đến từ kinh doanh bên ngoài hay được người khác biếu tặng. Nhìn chung, năm 2021 sẽ là năm vô cùng thăng hoa trong tài chính của các quý bà sinh năm 1966. Gia đạo, phương diện gia đạo của các quý bà trong năm tới không được tốt. Mâu thuẫn có thể xảy ra với các thành viên trong gia đình liên quan đến tiền bạc, công việc và cả những hiểu nhầm cá nhân. Quý bà nên tìm cách giải quyết các vấn đề một cách ổn thỏa mà không làm mất lòng mọi người. Sức khỏe, các quý bà Bính Ngọ cần hết sức lưu ý đến sức khỏe của mình trong năm tới. Đặc biệt, quý bà nên cẩn trọng với các việc liên quan đến giao kéo, chỉnh sửa hay việc đi lại, xuất hành có thể xảy ra tai nạn. Tử vi 2021 quý ông Bính Ngọ 1966, công việc. Theo tử vi 2021, năm tới không phải là một năm mang lại cho các quý ông Bính Ngọ 1966 nhiều thành công và may mắn trong công việc. Công việc của quý bạn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến tài chính, tiền bạc để vận hành. Bên cạnh đó, các mối quan hệ cũng không giúp gì được để giải quyết các vấn đề tồn đọng tài chính trong năm 2021. Tiền bạc là vấn đề sẽ khiến các quý ông sinh năm 1966 phải bận tâm lâu dài. Để tránh thua lỗ và thiệt hại nặng nề, các quý ông không nên vội vàng đầu tư khoản tiền lớn vào những việc không chắc chắn, bởi điều đó có thể dẫn tới nhiều rủi ro về lợi nhuận. Gia đạo trong năm tới, nhìn chung tình cảm những thành viên trong gia đạo ở mức trung bình. Có vẻ tiền bạc và công việc thua thiệt sẽ khiến cuộc sống của các quý ông gặp nhiều khó khăn. Để tránh mâu thuẫn không đáng có, quý ông không nên mang chuyện công việc làm ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Hãy tìm cách giải quyết nhanh nhất có thể để phục hồi lại những mất mát sức khỏe. Về sức khỏe, quý ông không nên quá lo lắng bởi sức khỏe của quý ông khá ổn định và không mắc các bệnh hiểm nghèo. Tuy nhiên, vẫn nên ăn uống điều độ và tập thể dục thường xuyên. 2021 tuổi Mậu Ngọ 1978, số tuổi 44 tuổi, ngày sinh từ 7 tháng 2 năm 1978 đến 27 tháng 1 năm 1979, thuộc mệnh Thiên Thượng Hỏa, lửa trên trời. Tử vi 2021 Mậu Ngọ 1978, nữ mạng, công việc. Các quý bạn Mậu Ngọ nữ mạng nên chú ý đến công việc làm ăn của bản thân trong năm tới. Công việc có thể bị người ngoài quấy phá do ganh ghét hoặc xích mích trong quá khứ. Nếu kịp thời nắm bắt, mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo cũ và ổn định. Bên cạnh đó, bạn cũng nên đẩy mạnh các quan hệ giao thương để tạo cơ hội làm ăn, phát triển cho bản thân, tài chính. Tiền bạc trong năm 2021 tới của quý bạn có thể sẽ có sự hao tán nhiều vào việc mua bán cá nhân và cuộc sống hơn là công việc. Quý bạn nên kiểm soát việc mua sắm của bản thân và các khoản không có mục đích. Bên cạnh đó, quý cô nên chú ý lựa chọn lĩnh vực đầu tư kinh doanh để tránh thua lỗ, ra đào. Tình cảm các thành viên trong gia đạo của người tuổi Mậu Ngọ nhìn chung không có gì đáng lo ngại, gia đình vẫn vui vẻ, hạnh phúc bên nhau, con cái ngoan ngoãn và học tập tốt. Có thể sẽ có những mâu thuẫn giữa vợ chồng nhưng vấn đề không quá quan trọng, chỉ cần thẳng thắn chia sẻ mọi chuyện sẽ ổn. Sức khỏe của quý cô tuổi Mậu Ngọ năm tới không có gì đáng lo ngại. Mức độ công việc không quá áp lực, quý cô có thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn sau những giờ phút mệt mỏi. Quý cô cũng nên tránh những nơi có sông suối cũng như những vật nhọn.
tử vi 2021 Mậu Ngọ 1978 nam mạng công việc. Năm 2021 tới được dự đoán sẽ là một năm nhiều dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của các quý anh Mậu Ngọ. Đặc biệt, quý anh có thể sẽ nhận được sự trọng dụng của cấp trên và có cơ hội thăng tiến trong công việc. Tuy vậy, quý bạn không nên quá chủ quan mà xảy ra sai sót trong công việc, đặc biệt là những hợp đồng, giấy tờ quan trọng, tài chính. Trong năm Tân Sửu 2021, quý anh nên cân nhắc chi tiêu của gia đình và một số chi tiêu trong công việc. Tài chính của quý anh có nguy cơ thất thoát nhiều vào các kế hoạch trong công việc, thậm chí còn sinh ra nợ nần. Bên cạnh đó, các khoản chi trong cần thiết cũng nên cắt giảm. Gia đạo, chuyện gia đạo tình cảm gia đình của quý bạn Mậu Ngọ bình thường, ổn định, cuộc sống gia đình vẫn vui vẻ, hạnh phúc, tràn đầy niềm vui. Tuy vậy, quý bạn lưu ý gia đình có người già đau ốm khó qua hỏi, trẻ con đi đứng phải cẩn thận hơn. Sức khỏe, năm 2021 tới quý anh tuổi Mậu Ngọ cần cẩn trọng hơn về sức khỏe của bản thân cũng như các thành viên trong gia đình. Quý bạn nên lưu ý các bệnh liên quan đến hô hấp, gan, nên ăn uống đủ chất để giữ chế độ dinh dưỡng tốt nhất cho cơ thể. Tử vi 2021 tuổi Canh Ngọ 1990, số tuổi 32 tuổi, ngày sinh từ 27 tháng 1 năm 1990 đến 14 tháng 2 năm 1991, thuộc mệnh Lộ Bàng Thổ, đất đường đi. Tử vi 2021 quý cô Canh Ngọ 1990, công việc làm ăn, kinh doanh của quý bạn tuổi Canh Ngọ trong năm này khởi sắc, gặp nhiều may mắn, đặc biệt trong công việc ngoại giao, quý bạn có thêm nhiều mối quan hệ tốt, hỗ trợ nhiều cho công việc làm ăn, có quý nhân giúp đỡ, do đó công việc làm ăn đạt kết quả tốt ngoài mong đợi. Tài chính, một năm tài vận hanh thông của quý cô, tiền bạc kiếm ra nhiều, có lộc trong mọi lĩnh vực, có của ăn của đề, có nhiều cơ hội kiếm tiền từ các lĩnh vực khác, việc đầu tư cũng gặp nhiều may mắn, thuận lợi. Gia đạo của quý bạn Canh Ngọ trong năm không được như ý. Các thành viên trong gia đình thường xuyên sinh mâu thuẫn, tranh cãi dẫn đến mất hòa khí. Người đã lập gia đình nên lưu ý về tình cảm vợ chồng có nhiều biến cố, lục đục, nên biết nhường nhịn nhau trong cuộc sống. Sức khỏe của quý bạn trong năm ổn định, tuy nhiên cần chú ý giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ và tránh suy nghĩ, lo âu nhiều sinh ra bệnh tật, đau ốm. Đặc biệt thận trọng với các vật sắc nhọn như dao, kéo để tránh gây tổn thương sức khỏe. Tử vi 2021 quý anh Canh Ngọ 1990, công việc ngoại giao của quý bạn trong năm thuận lợi, suôn sẻ, kết giao được nhiều mối quan hệ tốt, có lợi, do đó giúp đỡ rất nhiều trong công việc làm ăn, kinh doanh của quý bạn, công việc hanh thông, gặp nhiều may mắn và khởi sắc tài chính. Một năm dư giả về tài chính, tiền bạc của quý bạn thu được nhiều tiền bạc từ công việc làm ăn, tuy nhiên quý bạn cũng chi tiêu nhiều vào đầu tư, công việc và đời sống, quý bạn cần lưu ý tính toán trong chi tiêu để tránh tiêu xài quá đà, lãng phí gây thất thoát tiền bạc. Gia đạo trong năm viên mãn, hạnh phúc, các thành viên trong gia đình quý bạn hòa thuận, biết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, tình cảm vợ chồng đằm thắm, mặn nồng. Đôi khi xảy ra một vài biến cố nhỏ như cãi vã, bất đồng nhưng biết nhường nhịn nhau nên mọi khó khăn đều được hóa giải. Sức khỏe trong năm của quý bạn tương đối ổn định, đôi khi đau ốm, bệnh tật nhưng cũng mau khỏi. Quý bạn nên chú ý giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, rèn luyện thể dục thể thao. Cần lưu ý các bệnh liên quan đến tiêu hóa, ăn uống và xương khớp. Tử vi 2021 tuổi Nhâm Ngọ 2002, số tuổi 20 tuổi, ngày sinh từ 2 tháng 2 năm 2002 đến 11 tháng 1 năm 2003, thuộc mệnh Dương Liễu Mộc Cố Cây Dương. Tử vi 2021 quý cô Nhâm Ngọ 2002, công việc, học hành. Việc học hành của các bạn tuổi Nhâm Ngọ nữ mang trong năm tới gặt hái được nhiều thành công đáng khen ngợi, các mối quan hệ bạn bè cũng được mở rộng hơn. Quý bạn được mọi người yêu mến và quan tâm giúp đỡ, bên cạnh đó, quý bạn cũng có cơ hội được đi đây đó phục vụ cho việc học tập của bản thân. Tài chính,
Mặc dù các bạn vẫn phụ thuộc vào tài chính từ cha mẹ nhưng đã biết chi tiêu hợp lý cho từng mục tiêu khác nhau, các khoản chi tiêu chỉ yếu phục vụ cho học phí và sinh hoạt hàng ngày. Nếu có thể, các bạn nên tiết kiệm khoản nho nhỏ để phòng cho những lúc cần thiết gia đạo. Năm tới, chuyện gia đạo của các bạn nữ sinh năm 2002 không được êm đềm, hạnh phúc gia đình không giữ được hòa khí, cha mẹ thường xuyên xích mích làm ảnh hưởng đến tâm lý con cái. Sức khỏe, quý bạn nên chú ý đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn, bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi cho bản thân để đầu óc thư thái hơn, tránh áp lực học tập. Bên cạnh đó, quý bạn nên tránh các vật sắc nhọn gây tổn thương cơ thể. Tử vi 2021 quý Anh Nhâm Ngọ 2002 công việc học hành. Các bạn sinh năm 2002 cần chú tâm hơn đến chuyện học hành trong năm tới. Nhìn chung, việc học hành gặp nhiều khó khăn, không thu lại kết quả tốt trong hầu hết các môn. Bên cạnh đó, các mối quan hệ bạn bè cũng dần ít đi, thậm chí còn có người ghen ghét, nói xấu sau lưng. Tài chính, vấn đề tiền bạc của các bạn nam sinh năm 2002 không có gì đáng lo lắng. Hầu hết chi tiêu đều phục vụ cho quá trình học tập và phát triển các kỹ năng. Các bạn nên tiết kiệm thời gian tham gia các khóa học kỹ năng mềm để phát triển bản thân. Gia đạo, mối quan hệ tình cảm gia đạo của quý bạn trong năm này không được êm đềm, hạnh phúc như mọi năm. Cuộc sống gia đình gây ra nhiều áp lực cho quý bạn, dẫn đến việc học tập bị ảnh hưởng rất nhiều. Sức khỏe, các bạn nam sinh năm 2002 nên chú ý hết sức đến tình trạng sức khỏe của bản thân, có thể kiệt sức do học tập mệt mỏi, áp lực đè nén, đặc biệt nên chú ý đến mắt và đường tiêu hóa kém.